Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là lời khai mạc. Ban tổ chức, chúng tôi kính mời ông Thiện Chân Võ Văn Nhâm lên máy ghi âm. Khắp nơi tụ tập về đây để thúc luyện thân tâm,
trau dồi giới định tuệ. Về phần phát triển cơ sở trong năm qua, Hồ Tĩnh Tâm và Kiến Hiệu Viên đã hoàn tất, tạo thêm vẻ đẹp hùng vĩ sơn thủy hữu tình cho chùa Viên Giác. Về đối ngoại, chùa Viên Giác lúc nào cũng sẵn sàng yểm trợ và hoạt động chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhằm đem lại tự do dân chủ, no cơm ấm áo cho đồng bào ruột thịt tại quê nhà. Trong năm qua, chùa đã yểm trợ cộng đồng trong mọi sinh hoạt đấu tranh chống cộng, đặc biệt là đã kết hợp với những hội đoàn người Việt quốc gia tổ chức buổi meeting tại chùa phản đối luật đặc khu bán nước và luật an ninh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thời gian qua mau, biết bao biến cố thăng trầm đã xảy ra đến cho chùa Viên Giác. Kẻ đến người đi, nhưng nhờ Long Thần Hộ Pháp Linh Thiêng hộ trì nên chùa Viên Giác hàng tuần vẫn là nơi Phật tử về tìm về lễ bái tu học hàng viên tâm sự và phát huy làm việc công quả. Cho nên mọi Phật sự tương đối hoàn thành tốt đẹp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm hưởng được mùa xuân an lạc trong tự do dân chủ thật sự, cho đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước có trí tuệ sáng suốt, tinh thần vô úy, dũng cảm đứng lên khi cần để bảo vệ bờ cõi non sông góc cấp Việt Nam trước hiểm họa ngoại xâm của dân phương Bắc. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người, mọi loài trên trái đất này thoát khỏi hiểm họa chiến tranh thiên tai, cùng chung sống trong an lạc, thái bình, thịnh trị. Trước thềm năm mới, chúng con xin ngưỡng chúc chư tôn giáo phẩm trong Hội đồng Hữu Viện Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, quý hòa thượng, quý thượng tọa Đại Đức Tăng Ni sức khỏe kinh an, đạo quả viên thành. Ngưỡng quyền hồng ân tam bảo gia hộ cho đầy ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ luôn đầy đủ sức khỏe để lèo lái con thuyền giáo hội qua khỏi cơn pháp nạn và quốc nạn. Ngưỡng chúc Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ sức khỏe dồi dào, mãi là bóng cây cổ thụ che mát chúng con trên đường tu học. Kính chúc Thượng Tọa Chánh Thế Sự luôn kiên trì và nhẫn nại để phụ giúp Hòa Thượng Phật sự tại chùa Viên Giác. Kính chúc quý vị Mạnh Thường Quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại, quý Phật tử, quý đồng hương cùng hữu quyến một năm Kỷ Hợi thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Năm mới vận hội mới, một lần nữa chúng ta hãy đồng tâm hướng về quê hương để cùng với toàn dân đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, thái bình, thịnh trị. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử đồng hương, sau đây là những phút chúng ta đang trông đợi để chuẩn bị đón Tết. Đón giờ phút mới của năm mới, trân trọng Tây Sư. Thank you.
Thank you.
đầu tư nên vô quá hay và cơ sở tiệm vàng Mỹ Ngọc hứa sổ hộ 200 đồng cho Đồng Lân. Xin quý vị cho các em một tràng pháo tay thật lớn. Và tôi nghĩ tới ngày các em sẽ tới cơ sở thương mại để mua. Xin quý vị đi theo để ủng hộ tinh thần các em. Và những người quý tử với quý vị và chúng ta tiếp tục buổi lễ.